Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 233 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm đã đi đến Cổ Viêm Thần Tộc. Họ đã tham gia Đại hội Võ Lâm. Tiêu Lâm đã lên võ đài thi đấu với em gái Lương Hội Hân. Lương Hội Hân phi đến đánh một trưởng vào Tiêu Lâm. Chuyển sang tập 234 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Lâm dùng tay của mình đánh vào em gái Lương Hội Hân lùi về phía sau. Tiêu Lâm đánh giá tay em gái Lương Hội Hân nhìn đẹp. Do đó Lương Hội Hân không tin Tiêu Lâm là đấu đế 1 sao. Nhưng Tiêu Lâm trình bày mình đấu đế 1 sao là thật, nhưng có nhiều kinh nghiệm đánh nhau ở buổi tối ghé phòng hắn dạy cho. Lương Hội Hân trên người bật gì phả lên, Tiêu Lâm cũng bật lửa của mình lên. Trên người Tiêu Lâm cho ra thần hỏa đánh bay Lương Hội Hân, nát di hỏa bay về phía sau. Ban giám khảo tuyên bố Tiêu Lâm đã giành thắng lợi, nên Ngô Song đã nhìn Tiêu Lâm càng cay hơn. Còn về Thanh Trí, tàu trưởng cũng chịu về sức mạnh của Tiêu Lâm. Lúc này Tiêu Tiêu cũng lên sân thi đấu một lần. Cô chỉ cần dùng một đấm đánh bại một tên đấu đế 3 sao. Trận tiếp theo, Kiều Phong Cốt đánh với một đối thủ. Một cô gái nói chuyện với Tiêu Lâm hãy cẩn thận Kiều Phong Cốt. Do Kiều Phong Cốt thì em gái Lương Hội Hân. Trở lại với trên võ đài, Kiều Phong Cốt nhìn Tiêu Lâm xong, hắn mới xem đối thủ của mình. Đám người Ngô Đạo Hư hay Khanh Liên Tử đều biết chiến thuật của Kiều Phong Cốt. Chuyên gia chỉ bới cho đối thủ điên lên mất bình tĩnh. Về phần ca trưởng lão, Như Tình Liên Yêu Hỏa đánh giá Kiều Phong Cốt tu luyện tại một ngọn núi Sơn Cốc có thể trở về cũng khá mạnh. Còn Cốt Linh Linh Hỏa nhận xét cuộc thi đấu năm nay hay hơn mọi năm. Tất nhiên mấy ông trưởng lão này có đặt cược một số tiền giữa các học sinh. Trở lại với Kiều Phong Cốt đã đánh một trưởng vào đối thủ của mình ngã xuống sân thi đấu. Kiều Phong Cốt là to với Tiêu Lâm có dám solo 1v1 với hắn một chân. Tình Liên Yêu Hỏa đã lên tiếng phải thi đấu đúng theo luật. Cô gái đã tiết lộ thông tin cho Tiêu Lâm nghe là trưởng lão Hư Vô Thôn Viêm là người có quyền sau tộc trưởng Thanh Chi. Sau đó các trận đánh khác được diễn ra kết thúc ngày một thi đấu. Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm trở về ngôi nhà của mình đang ngồi uống nước chè. Tiêu Lâm đang thảo luận với chị Tiêu Tiêu khi nào mới có thể đột phá lên được đấu đế 2 sao. Thì Tiêu Tiêu phân tích cần nguyên khí là lên, nhưng phải vào được nội viện của Cổ Viêm Thần Tộc đã. Ngoài ra còn chuẩn bị một cuộc thi đấu to nhất hình hồi Cổ Viêm Thần Tộc. Cho đến buổi sáng hôm sau, Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm đã đi vào một quảng trường sân thi đấu. Ngô Song đã nhìn Tiêu Lâm dọa hôm nay sẽ đấm Tiêu Lâm. Tất nhiên Tiêu Lâm chắc sợ quá cơ. Ngô Đạo Hư và Khanh Liên Tử cũng xuất hiện đi đến. Và các trưởng lão ngày hôm qua cũng vào giờ làm việc của mình hành chính ban giám khảo. Hư Vô Thôn Viêm cho biết 50 người đang có mặt đã được tiến vào nội viện học tập. Nhưng giờ cần phải chọn ra 5 học sinh xuất sắc để được nhận vật phẩm thần bí. Hư Vô Thôn Viêm cho 50 thí sinh lên bục thăm thi đấu. Tiêu Lâm giúp được số 7, Tiêu Tiêu số 12, còn chị gái học sinh giúp được số 6. Trong tay cho cặp đôi số 6 lên sân thi đấu, chị gái đã gặp ngay phải Ngô Song. Ngô Song đã phi đến đánh một trưởng vào chị gái nữ sinh phọt bóng bụng trên bè bét. Do đó Tiêu Lâm đi lên đỡ chị gái nữ sinh. Hắn nói chuyện với Ngô Song cứ cẩn thận khi gặp nhau. Ngô Song vẫy tay chấp Tiêu Lâm. Sau đó các cặp đấu diễn ra bình thường. Tiêu Lâm đánh bại một tên đấu đế siêu béo cùng với số 7 của mình. Về phần đám người Ngô Đạo Hư hay Khanh Liên Tử gặp phải đấu đế 2 sao, họ cũng dễ dàng vượt qua vòng này. Tiêu Tiêu có hai đấu ký y giai của Thanh Trí cho, nên cũng đánh bại đối thủ của mình. Hiện tại sân thi đấu còn 25 thí sinh là lên bốc thăm thi đấu, một người sẽ miễn thi vòng này. Tiêu Tiêu đã nói chuyện với Tiêu Lâm về quyển sách đấu ký màu xanh lấy được hôm nọ. Nó được gọi là y giai siêu cấp đấu ký. Khi Tiêu Lâm lên bốc thăm được số 8, Tiêu Tiêu số 3, trong tay lại cho cuộc thi đấu bắt đầu. Trận 1 Ngô Đạo Hư đầu đề của Hư Vô Thôn Viêm đấu với một ngày. Trận 3 Tiêu Tiêu đấu với Ngô Song. Tiêu Tiêu muốn và thắng thằng Ngô Song thay em trai Tiêu Lâm. Ngô Song di chuyển tốc độ cao đánh một trưởng về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đấu đế 1 sao cũng dùng một trưởng đỡ một trưởng của Ngô Song, khiến Tiêu Tiêu bay về phía sau 700m. Ngô Song bật lửa trên người lên cho Tiêu Tiêu một cơ hội đầu hàng. Không hắn sẽ đánh cho Tiêu Tiêu là con gái cũng dập cả mông. Tiêu Tiêu đã chửi Ngô Song là con chó ngu này lên đánh. Vì vậy Ngô Song đã dùng đấu ký giai siêu phàm hùng sư thôn nhật. Sương mạnh lửa bắn vào Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đã dùng ý giai siêu phàm hồng liên thiên hỏa. Là trên tay Tiêu Tiêu xuất hiện thần hỏa một bông hoa sen màu hồng. Cảm ơn anh em đã xem hết video.